Chị Liam mến chào tất cả các em. Có lẽ là các em đã nghỉ hè rồi đúng không nào? Theo như yêu cầu của các em gửi cho chị Liam, đó là yêu cầu chị Liam làm chiếc diều ha. Diều hôm nay thì chị Liam sẽ làm diều và đi thả diều cho các em xem nha. Chị làm chiếc diều đơn giản, chỉ bằng một tờ giấy A4 nè. Nếu các em nào có giấy A4 thì dùng giấy A4. Nếu các em nào không có giấy A4 mà có giấy học sinh thì chúng ta dùng giấy học sinh vẫn được nha các em. Cần có là cái bấm vỡ nè. Rồi chỉ, đây là chỉ may đồ ha. Liam không có chỉ cộng lớn á, thì chỉ dây dù á, cho nên là chị dùng chỉ may đồ. Nhưng mà chỉ này cũng rất là chắc, bởi vì chỉ này chỉ ni lông nè, rất là chắc ha. Rồi chuẩn bị kéo nha. Rồi bắt đầu cùng làm với chị Liam nào. Bây giờ chị sẽ gấp đôi tờ giấy A4 lại nha. Các em xem nè, rất là đơn giản luôn ha. Đây, chị gấp đôi tờ giấy A4 lại. Sau đó chị để như thế này ha, chị gấp đôi lại nữa nè. Đó, chị gấp đôi nè, chị lấy cái điểm này ở giữa ha. Rồi, chị lấy điểm thôi. Rồi, tiếp tục. Từ điểm này chị gấp vào điểm giữa này ha. Chị gấp vào, chị lấy điểm thôi nha. Đây, chị lấy cái điểm chỗ này nha các em. Rồi, để chị lấy cây bút, chị đánh dấu cho các em xem nha. Em xem dễ nhìn hơn ha. Đây, điểm thứ nhất nè, điểm thứ hai nè. Đây nè các em, điểm thứ nhất nè, điểm thứ hai nè ha. Rồi, bây giờ chị sẽ lật tờ giấy ra như thế này. Rồi, chị sẽ đưa cái đầu giấy này lên đây. Bên này chị cũng đưa tờ giấy qua đây như thế này nha các em. Sau đó chị dùng cái bấm vỡ nè, để chị bấm vào giữa ha. Đây, chị dùng cái bấm vỡ nha, bấm vào giữa nè. Đó, rồi từ cái điểm giữa này ha, chị Liam sẽ bấm ra phía sau khoảng 2 cm ha. Đó, như thế này ha. Chị bấm hai cái đầu ghim này để chị cột chỉ vào nha các em. Đây, sợi chỉ nè, chỉ trong 2 phút là chúng ta đã có con diều rồi ha. Đây, bây giờ chúng ta chỉ cần cột chỉ vào là chúng ta sử dụng thôi. Đây này các em, nó có cái lỗ nhỏ này ha, mình sẽ xả chỉ vào đây nè. Chị để gần cho các em xem nè. Rồi, chị để xả chỉ qua cái đầu ghim nào ha. Rồi, chị cột lại nè, như thế này nha các em. Rồi, chị sẽ cắt một cái đoạn ngắn. Chị cắt một cái đoạn ngắn như thế này ha. Rồi, chị xả vừa vào cái lỗ nhỏ chỗ này ha. Rồi, chị cột lại. Đây các em xem nè. Chị đã dùng cái sợi chỉ, chị cột hai đầu hai bên này ha. Rồi, bây giờ chị sẽ dùng cái cuộn dây này nè. Chị lấy một đầu, chị cột vào đây ha. Đó, rồi xong rồi các em, thì chúng ta có thể di chuyển trọng tâm đi này. Đó, chị quay gần cho các em xem nè. Đây, chúng ta cột chỉ như thế này nha các em. Chúng ta có thể kéo trọng tâm ra phía trước nè, ta kéo vô giữa nè. Đó, rồi đây là chúng ta đã hoàn thành một con diều rất là đơn giản ha. Các em có thể đem ra cánh đồng để các em thả diều nè. Bây giờ mùa hè trời rất là mát ha, cái gió ra là gió nó thổi diều bay rất là cao nè các em. Bây giờ hãy cùng chị Liam đi thả diều nha. Let's go. Các em hãy nhấn like để ủng hộ chị Liam nhé. Thank you.
diều ra bay không? Diều rất là đơn giản thôi, mình làm chỉ còn một tờ giấy A4 thôi, nhưng mà bay rất là cao nè. Đó, đây là Liam chưa có thả hết cái dây nha, thì là thả dây là nó dài, nó cao nữa đó, nhưng mà Liam thả chưa hết nè. Buổi chiều gió nhiều á, cho nên là thả diều rất là đã luôn các bạn. Các bạn thấy không? Wow, giá nó bay nhiều, bay lượn qua lượn lại luôn nè. Bây giờ Liam xin kết thúc video ở đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn nhớ nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ Liam nhé. Bye bye các bạn. Các bạn hãy làm thử con diều để thả diều á, mùa hè thả diều rất là vui, thú vị nha các bạn. Rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn.